Hoàng tục lần thứ sáu. Về nhà một thời gian, một hôm nọ đi làm đồng, vào nhà thấy bà vợ đang ngủ ngáy, hà miệng nước dãi chảy nhỡ nhão. Anh ta chán ngấy, bèn vào nhà muốn xúc gia lại. Trên đường đến chùa, anh ta suy niệm vô thường khổ và đắc quả nhập luôn. Anh ta vào chùa xin chư tăng cho tu lại. Chư tăng nghĩ ông này đầu cứng như đá, không thể làm vị sa môn, đã xuất gia rồi hoàn tục 6 lần, nên chư tăng không chịu làm lễ thọ giới cho anh ta. Anh ta cứ năn nỉ cho chư tăng xin từ bi thích độ, chỉ một lần này nữa thôi. Chư tăng nghe vậy cũng bi mẫn làm lễ xuất gia cho anh ta và đặt cho cái tên là Chittahattha, người tâm tùy hứng. Mấy ngày sau, tỳ kheo Chittahattha chứng đắc quả A-la-hán với 4 tuệ đạt thông. Chứ tỳ kheo không biết việc đắc chứng của vị ấy, nên qua thời gian sau, các vị mới hỏi tỳ kheo Chittahattha: sao lần này lâu quá hiền giả chưa hoàn tục? Bạch các ngài, hễ ai còn tâm luyến ái thì mới hoàn tục, ai dứt tâm luyến ái thì không còn hoàn tục nữa. Chư tỳ kheo đang chuyện này bạch trình Đức Phật. Tỳ kheo Chittahattha đã nói với các tỳ kheo như là vọng ngữ khoe pháp cầu nhân, nhưng bậc đầu sư đã xác nhận: này chư tỳ kheo, vị ấy nói sự thật, không đại vọng ngữ đâu. Con trai ta, khi trước tâm không vườn trú, không thông hiểu chánh pháp, nên còn đi đi về về. Nhưng bây giờ thì niềm tin bất động rồi. Nói xong, Đức Phật thuyết lên 2 bài kệ. Anavat thị ta Chittasa, vân vân. Dịch văn: Anavatthita Chittasa Sattamang Avijja Nato Parip Lavapa Sadasta Panya Na Paripu Pratik Anavasutta Chittasa Ananva Hata Ketaso Punya pa papahi nasa nati cha garato phayang. Thích phần: Anavatthi ta chittasa sở thuộc các số ít nam tính của danh từ hợp thể Anavatthi ta chitta an cộng avat thị ta cộng chích ta đối với người có tâm không vận trú. Sát thầm măng đối các số ít danh từ nam tính sát thầm má sầm mà cộng thầm má chánh pháp giáo pháp chân chính. Avicca nato sẽ thuộc các số nam tính của tính từ Avijja Nan Ta Na cộng Vijja Nan Ta, hiện tại phân từ của động từ Vijja Na Chi không hiểu. Parit Lavapasa Das Sa sở thuộc các số ít nam tính của danh từ hợp thể Parit Lavapasa Da Parit Lava cộng Vassa đá, niềm tin bắp bên, niềm tin dễ dao động. Panya, chứa các số ít của danh từ, nữ tính. Panya, trí tuệ. Ná, phủ định từ, không, chẳng có. Paripu, rati,
thì hiện tại số 3 số x pari cộng căn vua cộng á viên mãn viên thành tròn đủ. Anavas sutta chittasa sở thuộc các số x nam tính của tính từ hợp thể. Anavas sutta chitta cộng avas sutta cộng chitta. Đối với người có tâm không ái nhiễm, có tâm không mê luyến. Anam và Hatache Tasso sở thuộc các số ít nam tính của tính từ hợp thể. Anam và Hatache Ta Na cộng An và Hatta cộng Che Ta. Đối với người có tâm không đạo hại, có tâm không công kích. Quỳnh Pa Papahi Nasa sở thuộc các số ít nam tính của tính từ hợp thể. Quân nhá pa 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 hi na. Quân nhá pa pa năng pa hi năng. Người đã từ bỏ cả thiện lẫn ác. Na thi na cộng ác thi. Động từ hiện tại ngôi số 3, số ít căn ác. Không có, chẳng có. Cha garato sở thuộc các số ít của hiện tại phân từ cha gã rằng ta cha gã cộng anh ta người đang tỉnh đang thức phá dân chủ các số ít của danh từ trung tính phá giá sợ hãi sự kinh khiếp tai họa hoạn nạn. Biệt văn: người tâm không vững trú, không thông hiểu chánh pháp, niềm tin dễ dao động, trí tuệ không viên mãn. Pháp cú 38. Người tâm không ái luyến, tâm không nghĩ tàn hại, từ bỏ mọi thiện ác, tỉnh thức không sợ hãi. Pháp cú 39. Chuyển văn: Anavati ta chittasa sắc thầm măng avicha nato parit lavapa sa dasa panya na paripu hati. Đối với người tâm không đồng trú, không thông hiểu chánh pháp, niềm tin bất bền thì trí tuệ không viên mãn được. Anavasutta Chittasa Ananva Hatta Chetaso Punyapa Papahi Natsa Chagarato Phayan Nathi. Đối với người tâm không luyến ái, tâm không tàn hại, từ bỏ cả thiện ác và tình thức, thì không có sự sợ hãi. Lý giải: bài kệ đầu. Trong hai bài kệ này, Đức Phật nói đến tình trạng trước đó của tỳ kheo Chitta Hatha, đi xuất gia rồi hoàn tục rồi xuất gia tới lui 6 lần do chưa viên thành trí tuệ. Trí tuệ ở đây là tuệ minh sát Vipassana na na. Tuệ đạo bắc gá na nhã nhà na và tuệ quả ba lá nhà na. Vì sao trí tuệ không viên thành? Vì tâm không vững trú, không thông hiểu chánh pháp, niềm tin bấp bênh dao động, gọi là người tâm không vững trú. Anavatthi ta chittassa nghĩa là có lúc muốn xuất gia, có lúc muốn làm cư sĩ, có lúc tin tưởng, có lúc lười biếng, vân vân, không có kiên định lập trường, gọi là người không thông hiểu chánh pháp. Sắc thầm măng avicca nato nghĩa là vì xuất gia mà không biết rõ các pháp giác phần. Sắc tát tim sabo thi
Pakhiya là tinh hoa của giáo pháp để tu tập, gọi là niềm tin bắp bên dao động. Parilavapasa dasa nghĩa là người mà niềm tin Phật pháp không nhất hướng, tin tam bảo cũng có, ngoại đạo cũng có, nghe đâu tin đó, không phân biệt chánh tà. Đối với người tâm không vượng trụ, không biết tinh hoa giáo pháp, không có niềm tin tam bảo nhất hướng như thế thì không thể thành tựu trí tuệ đạo quả. Bài kệ sau, trong hai bài kệ ấy, Đức Phật mô tả trạng thái giác ngộ chứng quả A-la-hán của tỳ kheo Chitta Hatta, niềm không còn rời đuôi lại đời sống thế tục nữa. Một vị A-la-hán mà vị là tâm không còn mê luyến, đã dứt trừ tham ái Anavasutta Chittasa, vị A-la-hán đã tuyệt trừ sân hận, không còn nào hại chúng sanh Anan và Hatache Taso. Vị A-la-hán là vị đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não, nên đã dứt bỏ mọi điều ác. Pahina Papa, vì cần làm để trừ ác pháp đã làm xong, nên không cần làm thêm điều thiện nào nữa, gọi là dứt bỏ điều thiện. Pahina Unya, do ý nghĩa này mới nói bậc A-la-hán từ bỏ mọi thiện ác. Unya Papa Pahinasa, vị A-la-hán là bậc tỉnh thức Cha Garato, nghĩa là vị tổng lộ tận thành tựu năm pháp tỉnh thức Panchahi Cha Gara Thamme Hi Samana Gato, tức nguồn lực tính tấn niệm định tuệ. Đối với bậc lộ tận thì không còn mối đe dọa hay nỗi sợ hãi do phiền não, vậy lẽ các phiền não đã được bốn thánh đạo đoạn trừ, không tái phát, không còn đeo bám vị ấy nữa. Nỗi sợ hãi nó dâng ở đây là nói đến nỗi sợ hãi do phiền não, cái lề xa ta dâng. Biên soạn giáo trình thì khư thầy siêu. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, chúng con kính mời quý đạo tràng lắng tâm thành tịnh nghe kệ thỉnh pháp sư. Hàng thiện tính mải mê trật cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp chư người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, bước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo kính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây đạo tràng chúng con đã thân trang nghiêm thành tịnh, chúng con thành kính đảnh lễ và cung kính hòa thượng tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy giáo. Nam mô Bố Thầy giáo. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên tôn đệ tử Phật. Kính chào hòa thượng giác trọng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Hợp Tân cùng chư tổng đức có mặt rung rung. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú 38-39 là hai bài kệ 6 và 7 ở trong Khổng Tâm Chích Tâm Quốc Cát.
Đức Phật đã thuyết vô câu chuyện của tỳ kheo Chittahattha. Có thể nói rằng là do cái thường cận y duyên, những vị này có cái sở hành xuất gia rồi vô tục, vô tục rồi sinh xuất gia lại, cứ như thế đến 6 lần. Đến lần thứ 7 thì mới ổn định và tu luôn. Vì vị ấy đến lần thứ 7 đã chứng được đạo quả. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Ở đây Đức Phật Ngài sau khi xác định thì khu Chittahattha đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán, nên không còn trở lui cái đời sống này nữa. Và Đức Phật Ngài nêu lên 2 bài kệ. Bài kệ thứ nhất là Đức Phật Ngài thuyết rằng Anavatthita Cittassa Anan qua hát tác chê tà sô. Ồ. Sát tà mang à vi chà nà tăng. Bà rin, bà lò quá. Bà sà đá sát bà nhà nà bà rực bù rà tí. Trí tuệ không có viên mãn, không, tức là không có tròn đủ, là do 3 cái nguyên nhân. Đối với người có tâm không vững trú là trí tuệ không có viên mãn được. Đúng với người không hiểu thông chánh pháp là không có viên mãn được trí tuệ. Đối với người tịnh tính dễ dao động là cái trí tuệ không có viên mãn được. Điều này chúng ta cũng dễ hiểu. Người có tâm không vững trú ở đây có nghĩa là không có cái lập trường kiên định,
Lúc thì muốn như vậy, có lúc thì muốn như thế khác, cứ thay đổi lập trường hoài như vậy. Thì đó gọi là người có tâm không trụ trú. Hay chúng ta nói thêm nữa là một người có tâm không vững trú, như trong lúc hành thiền nhưng không có an định, asamahito, không có an định được do thiếu chánh niệm, thiếu sự kiên trì chánh niệm, nên cũng không có an trú. Thì cái trí tuệ của người ấy không có viên mãn được. Còn cái phần thứ hai đó, cái câu thứ hai Sattamang Abhichana Tăng là không có hiểu chánh pháp, tức là không có hiểu biết lời dạy của Đức Phật một cách sâu sắc. Nhưng trong chú giải thì các ngài nói rằng không hiểu thông chánh pháp mà trí tuệ không có viên mãn, tức là người không có biết được, không có thông suốt được 37 bồ đề phần hay là 37 giác phần. 37 giác phần đó gồm có 7 nhóm, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất thức chi, bất chánh đạo. Khi mà chúng ta đọc vào kinh điển và chú giải thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp được đề cập đến 37 bồ đề phần như là căn bản của giáo pháp. Khi chúng ta nói đến chánh pháp hay là giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết thì cả một cái kho tàng tâm tạng mênh mông. Do đó nếu mà chúng ta gọi là hiểu hết tâm tạng thì nó khó lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu một cái phần cốt lõi của pháp học, cốt lõi của giáo pháp đó chính là 37 bồ đề phần. Ba mươi bảy bồ đề phần đó xem như là cái phần giáo lý căn bản một vị hành giả tu tập là phải biết. Như trong Thanh Tịnh Đạo khi mà nói đến cái tuệ thuận thứ nô lô bát nhà nát, thì cái gì gọi là thuận thứ? Thuận thứ tức là thuận theo, thuận theo cái pháp trước và thuận theo cái pháp sau. Được, ví dụ cũng giống như là trong một cái pháp đình
của vua để phân xử những cái vụ án. Thì các vị quan giữ cái vai trò quan trọng để phán đoán, hay chúng ta dùng cái từ thông thường tức là cái vị thẩm phán quan tòa, hay là vị thẩm phán. Cái vị thẩm phán đó, một là họ sẽ thuận theo những ý kiến của các vị trong bồi thẩm đoàn. Thứ hai nữa là vì đó phải thuận theo luật pháp đã được ban hành, hay là cái pháp truyền thống. Thí dụ như vậy, thì tuệ thuận thức ở đây đó, là các ngài chú giải, các ngài nói rằng là thuận theo cái pháp trước, tức là thuận theo những cái tuệ trước, bắt đầu từ cái tuệ phân định danh sắc đến cái tuệ hiển duyên danh sắc, tuệ hiển duyên danh sắc, hay là thử sát tuệ, rồi cái tuệ sanh diệt. Thử sát tuệ hay tuệ sanh diệt ở đây đó, tức là thấy cái sự vô thường của nó, vô ngã. Thì nhiều tuệ minh sát nó khởi lên. Cái giai đoạn đầu á, chính cái tuệ minh sát đó là quán thấy danh sắc vô thường khổ đau vô ngã. Cho nên cái tuệ thuận thứ là thuận theo cái tính cách quán vô thường khổ đau vô ngã. Còn thuận theo cái pháp, cái truyền thống, tức là thuận theo 37 bồ đề phần. Mới đưa đến chuyển tập và đạo quả tuệ, chuyển tập tuệ và đạo quả, đạo tuệ quả tuệ. Cái này thì đến với một vị mà đi pháp hành thì vị đó sẽ rõ biết, hoặc là một vị học Phật pháp chu đáo thì vị đó sẽ rõ biết cái chỗ này. Còn bây giờ chỉ nhắc qua như vậy thôi, nhưng cho thấy rằng là đúng với 37 bồ đề phần là tiêu biểu cho chánh pháp tất thắng. Những người không có hiểu thông chánh pháp thì cái trí tuệ không có viên mãn được. Cái trí tuệ ở đây là cái tuệ minh sát, vipassana ñana, và tuệ đạo tuệ quả. Rồi cái điều thứ ba được gọi là paripalawa Pasadasa, niềm tin dễ dao động. Quả thật về đứng với người tu tập
mà niềm tin không có dứt hướng, cũng khi thì tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo, nhưng mà cũng có khi tin theo những cái triết lý ngoại đạo, tin theo những điều mà nó đi trái ngược với pháp và luật của Đức Phật. Thì rõ ràng là chân lý chỉ có một, nhưng mà Đức Phật Ngài thuyết cái gì thì cái đó là chân lý, vì Ngài là bậc giác ngộ mà. Còn ngoại giáo khi mà họ đưa lên những cái triết, thì những cái triết thuyết đó thật ra, thưa quý vị, cái người mà khởi sự cái môn phái của ngoại giáo, họ nói có đôi khi có những điều mà Đức Phật Ngài cũng chấp nhận, cũng chấp nhận. Nhưng dần già thì những người hộ sanh khi mà họ trình bày, họ thêm thắt, họ có sự thay đổi một chút, cho nên nó sai lệch đi. Vì vậy khi mà đúng như một người mà nửa tin Đức Phật và nửa thì tin ngoại giáo, thì cái đó gọi là cái lòng tin bất 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 chỉ bari bari bala quá ở đây chứ nó trâu nổi, giống như là mèo lớn trên mặt nước, hay là đến do mát mà nó nổi trên mặt nước, nó trâu nổi gì, hoặc là có chiếc xuồng mà nó đứt dây cột, nó không có, hay là một chiếc tàu mà nó không có neo đậu, không có thả neo, thì nó trôi bấp bênh trên đường sông, dạt ở bên này, trôi dạt bên này, trôi dạt bên kia. Chuyện ta lên đau quá. Chuyện cái xa đá hay là cái xa nát, nó lại đồng nghĩa với chữ sát tha, là đức tin, hay là cái lòng định tính. Người tu tập mà đức tin dễ bị dao động, ai nói cái gì cũng nghe, không có phân biệt cái nào chánh cái nào tà, thì người như vậy sẽ không có được phiêu mãn một trí tuệ ở ba điểm này. Đức Phật Thích Nhất trong cái bài kệ thứ nhất, bài kệ số 38, là để Ngài nói lên cái tình trạng trước đây của thì kêu chúng ta hát thác. Sở dĩ mà sáu lần xuất gia vô tục là tại vì vị đó không có viên thành trí tuệ, chứ nếu chứng đạo quả được ở trong cái lần xuất gia đầu thì đâu có vô tục. Mà sở dĩ cái trí tuệ không viên thành đó, nó có ba nguyên nhân đó, thì tất nhiên ở đây khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết đó là Ngài ám chỉ cho cái tâm trạng của Tỳ Khưu Chít Ta Hát Tha,
trong những lần trước, những lần hòa tục trở đi trở lại. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta tu tập thì chúng ta cũng nên nhận biết cái điểm này, dầu cho người Phật tử chúng ta không bỏ cái lý tưởng này, hay là một vị xuất gia không rời bỏ đời sống phòng hành để hòa tục, nhưng mà cái trí tuệ tuệ đạo quả chúng ta không chứng đắc được, không viên mãn, tức là không chứng đắc á, thì chúng ta phải học ở cái bài kệ này với ba điểm. Một là tâm không có an trú, không có vững trú trong lý tưởng. Hai là mình không có học thông hiểu về giáo pháp 37 bộ đề phần. Và thứ ba là niềm tin dễ bị bấp bênh, dao động. Chúng ta nên thấy biết điều đó để chúng ta có thể tu tập như thế nào cho tâm được vững trú. Chúng ta phải nghiêm túc học hỏi như thế nào để cho chúng ta hiểu được chánh pháp, và chúng ta phải thường thấy cái ân đức cao quý của Đức Phật, của giáo pháp, của tâm chúng chưa thánh tăng, để cái lòng tỉnh của tính của mình nó không có bị bất bên dao động. Cái đó là chúng ta rút kinh nghiệm trong cái bài học. Ở trong cái bài kệ thứ hai đó, là Đức Phật Ngài mô tả về cái tâm trạng của tỳ kheo Chittakaṭṭha. Giờ đây đã chứng đạo quả A La Hán thì Đức Phật Ngài mô tả một cách vắn tắt Anavasuta Chittasa Ananwa Hatta Chittaso Vunyapapa Pahinasa Nathi Charagato Phayam. Thì ở cái bài kệ 39 này, bài kệ thứ hai mà Đức Phật đã thuyết, là nó mô tả về một vị A-la-hán. Ở trong cái phần lý giải của bài học thì chúng tôi dựa vào trong cái để trình bày ra thì cũng rõ nghĩa thưa quý vị. Một vị A-la-hán là vị mà cái tâm không có ái nhiễm, không có mê luyến đúng với danh và lợi, đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Cái điều này thì chúng ta đã có niềm tin nơi vị A-la-hán, chúng ta hiểu là như vậy. Thì chúng ta đừng có
cái tư tưởng suy nghĩ giống như là tùy theo Kokarika, và suy nghĩ quấy cho ngài Sa Lợi Phất và ngài Mục Liên cho rằng hai vị đó là còn cái sự ham muốn xấu xa rất là tai hại, rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hiểu rằng đối với vị A-la-hán hoàn toàn không có cái sự dính mắc, không có sự đắm nhiễm trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ cảnh nào. Nên nhớ vị A-la-hán là vị không có kính nhân não hại chúng sinh, bởi vì vị A-la-hán đã tuyệt trừ được sân hận. Ngay cả vật hữu học A-na-hàm đã diệt trừ cái sân hận, đừng nói chi là vị A-la-hán. Còn như đối với vị A-na-hàm ở vị Tư Đà Hàm và vị Tu Đà Quần, thì cho dù rằng cái sân tâm, cái sự phẫn nộ vẫn còn, nhưng mà đối với cái vị Tư Đà Hàm thì cái sự phẫn nộ đó, cái sân tâm đó nó chỉ thoáng qua thôi, bởi các ngài đã làm cho mùi lửa yếu đi đối với vị đạo sân. Còn bậc hữu học, mặc dù tâm sân của ngài cũng có, nhưng mà có trong cái trạng thái giới hạn, chứ không lấy cái tâm sân đó nó có thể chi phối và sai sử để tạo cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng Nhan Hoa Hát Tắc Chê Ta Sô và tâm không nghĩ tàn hại, thì chúng ta phải hiểu chỗ đó. Vì A-la-hán dù cho cái người đối lập, dù cho cái người thù quán quan trái với ngài rất tâm hãm hại ngài đi nữa, thì ngài cũng không có cái thái độ chống trả, không có cái thái độ sân giận. Cái câu thứ ba của bài kệ làm chính đó. Tôi như người ta và hì nát xác thì người lá là bị từ bỏ mọi thiện ác. Có những người họ người hiểu vị A-la-hán ngài từ bỏ điều ác, thì cái đó dễ hiểu rồi, là bởi vì ngài đã diệt trừ cái phiền não, cho nên ngài đã từ bỏ cái điều ác. Nhưng mà khi nói vị A-la-hán từ bỏ luôn cả điều thiện thì họ rất là ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng pháp thiện là cái pháp tốt đẹp, và nếu vị A-la-hán này từ bỏ thì ngài sẽ có sở hành xấu sao? Không phải thưa quý vị, chúng ta hãy biết rằng là
cái phát thiện là cái pháp đối lập với cái pháp bất thiện hay là cái pháp ác. Pháp thiện nó cũng giống như là những cái phương thuốc để trị những cái bệnh phiền não. Khi mình còn bệnh thì mình còn uống thuốc, chứ khi hết bệnh thì uống thuốc chi. Cho nên ở đây vị A-la-hán ngài không thường đừng có điều thiện, bởi vì cái ác pháp này đã tiêu trừ rồi, cho nên việc nên làm đã làm xong, tức là pháp thiện đã làm xong rồi. Khi mà chứng được đạo quả A La Hán thì cái sự thấy nghe gửi đến đụng suy nghĩ của cái tâm động lực, bởi vì A La Hán là cái tâm phi lý giác chết tác, là cái tâm tố hay là tâm duy tác, chứ còn cái không còn cái tâm tâm hiện như chúng ta nghĩ. Cuối cùng là Đức Phật đã mô tả vị A La Hán là vị có cái tâm tỉnh thức. Cái chữ Jagrato được dịch là tỉnh thức. Nếu mà chúng ta nói nghĩa thông thường có nghĩa là chúng ta thức trăn trở chứ chúng ta không có ngủ. Hay là chúng ta đang ngủ chợt thức giấc, thì cái chữ thức đó được gọi là Jagrato. Nhưng ở đây ở trong chú giải giải thích là phai cháy cha ra cha ca rác thông mi sắp man na gà tô sắp man na gà tô. Ở đây cái chữ này chúng ta thiếu thiếu một cái chữ nát trên n sắp man na gà tô. Samana là tô. Chỗ này chúng ta phải để ý. Chữ Samana là tô có nghĩa là có hay là thành tựu hội đủ. Một vị mà hội đủ năm pháp tỉnh thức, tức là khí lực, lý lực, niệm lực, định lực và tuệ, tuệ lực. Cái này theo trong chú giải giải thích cái chữ gọi là bậc tỉnh thức đó. Lên bệnh. Nhưng nếu chúng ta nói thông thường thì cái chữ cha cha Garato, một vị tỳ kheo mà tỉnh thức, có nghĩa là vị này
ít cứ ngủ. Kinh thù thì vị đó hạnh thiền và đi kinh hành, đứng cái giữa vị đó mới nằm nghỉ, và canh cuối vị thức dậy để hành thiền và đi kinh hành trong cái trạng thái tỉnh táo, không có giả dự, không có buồn ngủ, như vậy cũng gọi là tỉnh thức. Như cái câu mà nói rằng là đi kha cha ra tô cha ga ra tô đó, đêm dài cho kẻ thức, thì ở đây chúng ta biết rằng là cái người mà ý cũ họ có thức trầm trọng thì họ sẽ thấy đêm dài, thì chỉ thức đó là xài như cha ga ra tô. Nó có nhiều nghĩa lắm thưa quý vị, nhưng ở đây chữ cha garato tức là chỉ cho cái vị mà hội đủ năm cái pháp tỉnh thức, tức là thành tựu về vũ lực, vũ quyền, tính tấn định minh tuệ. Ở trong bài kệ thứ hai cũng có ba cái chi pháp, một vị a la hán, một vị mà đã thành tựu quả vị a la hán, thì vị đó tâm không có mê luyến bất cứ một cái gì, tương tư của vị đó không có sân giận nóng nảy, không có thù hận quan trái. Vị a la hán là việc nên làm đã làm xong, không còn cái gì phải làm nữa, cho nên những cái pháp ác thì đã đoạn trừ, và những cái pháp thiện thì đã làm xong hoàn tất, cho nên các ngài không cần phải làm nữa, là gọi là từ thiện ác. Tỉnh không sợ hãi, cái chữ sợ hãi ở đây thì chúng ta phải hiểu rốt ráo có cái nghĩa cái không có sự sợ hãi đối với vị A-la-hán, tức là không có sự sợ hãi về cái sự công phá của phiền não. Chữ phi văn nó có nhiều nghĩa, như Đức Phật nói có năm cái phi văn của kẻ phạm phu, tức là nỗi sợ hãi của kẻ phạm phu. Thứ nhất là a chi quá phải không, tức là sợ hãi trong cái việc nuôi mạng, mình sống trong cuộc đời này là mình phải đi tìm, lo bận rộn đi tìm cái ăn, tìm cái mặc, và khi một người mà có duyên có phước á thì cái sự đi tìm cầu tiền bạc tài sản không khó, nhưng mà đối với một số người nghèo khổ thì cái nỗi sợ hãi của họ là đi tìm ra được cái đồng tiền để mà nuôi sống bản thân, đó là cái nỗi ám ảnh. Cái sợ hãi thứ hai đó, Asilokas phải dần
tức là cái tiếng thị phi ở đời cũng như cái nỗi sợ hãi. Người làm tốt người ta cũng khen mà cũng chê, làm xấu thì người ta chê là phải rồi, mà có lúc người ta cũng khen, có những người họ khen. Cho nên cái tiếng thị phi ở đời khen chê mình không có nói trước được, không có lường được. Cho nên trong cuộc sống này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về cái sự khen chê của cuộc đời. Đúng là một nỗi ám ảnh. Cái thứ ba gọi là nó đi xa nó chắc phải dần. Trong cái cuộc sống này có người ta có nỗi sợ hãi khác là mình phải ứng xử, phải đối phó, phải duy trì đúng không? Những cái thành viên trong gia đình hay là những cái thành viên trong một cái hội chúng nào mà mình cai quản mệt mỏi lắm thưa quý vị, một cái nỗi sợ hãi. Và sự sợ hãi đây nó cũng có nghĩa là có sự phiền phức. Đức Phật thì Ngài không có sợ hãi, và cả La Hán Ngài không có sự sợ hãi đối với chúng. Nhưng mà cái chuyện mà hai nhóm Tỳ Khưu Khô Sâm Bí mà có sự bất hòa chia rẽ, Đức Phật Ngài cử Tôn giả A-na-đá đi đến các vị tỳ kheo trong thành Khô Sâm Bí để khuyên nhắc các vị đó phải sống hòa thuận với nhau. Nhưng mà các vị đã cãi không có nghe. Rồi Đức Phật này cũng đích thân đi đến mà Ngài nói thì các vị đó cũng không thèm nghe. Cho nên Đức Phật Ngài cũng thấy phiền toái, phiền phức, Ngài mới bỏ đi vô rừng Parijaka. Ở đó có hai cái con vật chúa, tức là khỉ chúa, nó cũng chán bầy đàn, nó mệt mỏi với bầy đàn, vô chúa cũng mệt mỏi với bầy đàn, cho nên nó bỏ đi. Và Đức Phật là một vị đạo sư, Ngài cũng mệt mỏi với cái hội chúng đệ tử của Ngài. Thì nó cũng là một cái phái giá, một cái nỗi sợ hãi. Rồi cái sự chết cũng là một nỗi sợ hãi ám ảnh chúng sanh. Nhắc lại những cái chi pháp này để cho chúng ta thấy cái chữ phá văn là bất cứ trường hợp nào nó cũng thành cái nỗi sợ hãi ám ảnh thì đều gọi là phá văn cả. Nhưng ở đây trong bài kệ đó, thì chú giải có giải thích cái nỗi sợ hãi đây là sợ hãi sanh tử luân hồi. Mà vì A La thì Ngài không có sợ cái đó, bởi vì Ngài đã diệt trừ phiền não. Chính cái kê đê sâu a tá phiền não luân đó, nó sẽ tạo ra cái nghiệp luân gọi là không có tá, tức là có người có trời. Nó làm cho chúng sanh bị mê đắm cái phiền não đó đó.
nó tạo ra cái nghiệp, nghiệp hành hay là nghiệp hữu, rồi nghiệp luân hồi đó mới tạo ra cái quả luân hồi. Cho nên đối với người tu tập của chúng ta mà biết Phật pháp thì chúng ta sẽ thấy cái công đức mà tu hành mình tạo ra nhiều, nhưng mà thật sự thì chúng ta không có lý gì đảm bảo cho cái sự tái sanh của chúng ta sau khi chết, sau khi mệnh chung. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có sự sợ hãi, cũng có sự hốt hoảng. Đứng vị A-la-hán thì cái chuyện đó Ngài không có, Ngài không có sợ hãi, bởi vì Ngài biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc rơi lầm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và cũng có người họ hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, tại sao các ngài đã biết để được giải thoát, sau đời sống này không còn đời sống khác nữa, dù sao là các ngài không có tự sát quy sinh để chết đi, để hữu duy với bàn chi phải gặp phiền phức. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới nói rằng, một vị giải thoát, một vị A-la-hán thì các ngài vẫn biết được điều đó, nhưng mà vì các ngài không muốn làm cho trái cây chưa chín mà phải rụng, nghĩa là lúc nào hợp duyên hợp thời thì các ngài viên tịnh đến bàn thôi. Cho nên các vị A-la-hán các ngài không có sợ hãi cái sự luân hồi, ngài không có sợ hãi cái sự chi phối của năm thủ quẩn, của ngũ quẩn. Cho nên ở đây trong hai bài kệ thì chúng ta học cái bài kệ thứ nhất, bài kệ thứ hai chúng ta biết như vậy là được rồi. Ở trong cái bài kệ thứ nhất thì mặc dù chúng ta chưa phải đạt đến cái mức độ rốt ráo, nhưng mà chúng ta có thể lấy những cái pháp đó như là chúng ta lấy những cái pháp đó để tu tập, như là trong đời sống này chúng ta phải luôn luôn có cái tâm vững trú, chúng ta phải có lý tưởng lập trường kiên cố, không có sự thay đổi hoài hoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta đi vào cái giáo pháp thì chúng ta phải thông suốt, phải thông hiểu về chánh pháp. Và thứ ba nữa là chúng ta giữ vững cái niềm tin không có bị dao động. Nếu mà chúng ta làm như vậy đó thì cái trí tuệ tu tập của chúng ta nó sẽ phát triển tốt. Dù cho chưa chứng quả A-la-hán đi nữa thì cái tâm tu tập, cái tâm vững trú hiểu thông được Phật pháp nó cũng có lợi cho chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị qua hai bài kệ Pháp Cú 38-39 cùng một duy sự mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Trong trường hợp tỳ kheo Chitta Hatha
những lần trước là cứ xuất gia, xuất gia rồi quần tục, quần tục rồi xuất gia lại, làm như vậy hết 6 lần. Rồi các vị tỳ kheo khác đến lần thứ 7, các vị đâu có biết là trên đường đi thì nam tử chúng ta ác khác đã hướng tâm đến tuệ quán minh sát và đắc được đầu ở tu được quần. Cho nên khi mà vị đó đi vào chùa mỗi lần xin xuất gia thì khi không có muốn chấp nhận cho một người xuất gia mà cứ phải răng vào hết 7 lần. Thì chúng ta cứ nương theo cái bài kệ thứ nhất mà chúng ta học. Còn bài kệ thứ hai chúng ta học thuộc, học để nhớ, để thuộc lòng thì thôi, nhưng mà chúng ta cũng không có đạt được cái gì khi chúng ta chưa phải là vị A-la-hán. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Phần thời gian còn lại xin tỉnh Hòa Thượng giáo đảng chia sẻ thêm về bài học này và thường gọi pháp tân qua hỷ thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Sa thưa quý thiền Hòa Thượng Tịnh Siêu với pháp thời vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Tịnh Siêu, trước khi chính Hòa Thượng đi nghỉ đó, Hòa Thượng Quang Hỷ giải thích thêm là tại sao một người mà ở trong kiếp chót có cái duyên lành để chứng đắc đạo quả A-la-hán và với tứ tuệ phân tích, tức là ba la mật đã chín mùi rồi mà lại tâm bị dao động, tu rồi hoàn tục, tu rồi hoàn tục như vậy, thì ở trong cái nhìn nào đó nói về cái căn duyên, nói về cái túc duyên, nói về cái phước báo ba la mật đó, thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Quang Hỷ giải thích về điểm này, sau đó thỉnh sư huynh đi nghỉ. Kính thưa quý vị, có đi tất cả đều là do cái thương cận để duyên. Cái gì mà đã quân tập nó thành cái thói quen ở trong quá khứ, bây giờ nó là như vậy, hoặc là cái gì thời nghiệp duyên, giữa cái gì thời nghiệp duyên và cái thừa cận y duyên nó có cái sự gần gũi với nhau. Có thể cái này, pháp này là những duyên ứng hợp với pháp kia. Những ngày như Đức Phật vị Bồ sư của chúng ta, ngài là vị Bồ Tát, chánh đẳng chánh giác, ngài vị chánh đẳng chánh giác, ngài đầy đủ ba la mật đấy chứ. Nhưng mà cái lúc ban đầu khi mà đi xuất gia, ngài từ bỏ hoàn thành đi xuất gia, rồi là phải khổ hạnh đến 6 năm. Sau đó ngài phát hiện ra cái con đường trung đạo và ngài thực hành theo cái đường trung đạo đó và chứng chánh định chánh giác, chứng quả Phật chánh đẳng gia. Thì 6 năm khổ hạnh đó là do đâu? Là do vì ở trong thời Đức Phật Kaspa, khi mà
Bồ Tát là chàng thanh niên Bà La Môn. Chư Tư Ba La mẫu thân của người làm gốm Khatikara. Khi người làm gốm Khatikara thiện nam đã chứng quả Nam trong giáo pháp của Đức Phật Kaspa, và trong một lần đi tắm rồi Khatikara mới rủ bạn của mình đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, đi đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì cái chàng thanh niên cho Tiếp Ba Lá mới nói vậy thôi đi, đến Sa Môn đầu trọc đó để làm cái gì, có cái ý khinh thị như vậy. Ba lần rủ mà không đi, cuối cùng thì Khatikara đã nó kéo đi, nắm đầu tóc kéo đi. Khi vị đó mới vừa xuống sông tắm xong lên còn xả tóc dài, lúc bây giờ Chutipala nghĩ cái chuyện lạ, bạn của mình là ở cái giai cấp thấp mà lại dám nắm đầu ta để kéo đi, như vậy là có vấn đề. Giáo pháp này phải như thế nào mới được? Cho nên bạn ta không có sợ bị rừng phạt mà nắm đầu tóc kéo đi, mới chịu đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Và sau khi Đức Phật thuyết pháp thì anh chàng ta phát tâm sinh xuất gia. Nói đây chứ, chúng ta thấy rõ là ngay như Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác mà Ngài vẫn còn bị, khi Ngài gọi là vì Bồ Tát, Ngài vẫn chi phối bởi cái thường cận y duyên hay là cái vị thời nghiệp duyên của cái chuyện quá khứ. Cho nên Ngài phải chịu khổ hạnh 6 năm, thay vì tục lệ của chư Phật thì chỉ khổ hạnh trong một tuần lễ hoặc là trong một tháng, tối đa là một tháng thôi, để rút kinh nghiệm bản thân. Sau này Ngài có giác ngộ, Ngài mới cảm hóa ngoại đạo được. Ở đây quý vị, cái trường hợp mà một vị tăng cái chót sẽ chứng quả mà còn cái tâm không vững trú, phải hồi tục trở đi trở lại nhiều lần như thế, thì cái chuyện đó chúng ta thấy rất là không thường. Và ở đây nhé, không có nghĩa là một vị Bồ Tát trong quá khứ đã hành Ba La Mật viên mãn rồi, hiện tại bắt đầu từ khi sinh ra là đã hoàn hảo, không thương gì. Bởi vì cái phước Ba La Mật đó, Parami hay là Paramita, cái pháp Ba La Mật đó nó chỉ thành tựu khi mà đúng thời đúng dịp, nó phải có cái điều kiện trợ duyên, như là ngay trong lúc đó cái tâm vững trú, hiểu thông chánh pháp, mình tự tính không
do nợ. Thì lúc đó cái tuệ Ba La Mật, lúc đó phước Ba La Mật nó hỗ trợ mới chứng đắc được đạo quả. Còn khi mà có những cái sự kiện khác phiền não, nhất là phiền não nó phát sinh đó, thì cái mãnh lực của phiền não nó chi phối, mãnh lực của phiền não chi phối. Cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi này, tại sao người trong kiếp sau cùng các chứng đạo quả la hán lại thối chuyển bồ tục nhiều lần và có những cái việc khác khác nữa mà chúng ta đã học qua đó. Một người phía chót về chứng a la hán nhưng mà khi vừa gặp được đức Phật là một vị bà la môn, họ vẫn mắng nhiếc chửi rủa đức Phật, có tâm sân giận với đức Phật như thường. Rồi sau đó ngài thuyết pháp là cảm hóa họ đó, thì lúc đó họ mới nhận ra, mới giác ngộ. Thì ở đây đó, nói tóm lại là chúng ta có hai điều. Một là do cái thường cận cái duyên ở quá khứ, hay là cái nghiệp vị thời. Thường cận cái duyên, chúng ta gọi là nghiệp vị thời. Thường cận cái duyên, gom chung lại, nó chi phối cái đời sống hiện tại. Cái thứ hai nữa là vì còn là phàm phu cho nên lúc đó phiền não nó phát khởi và nó chi phối, chỉ vậy thôi. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đấy thôi, là chúng tôi chưa nói đến cái việc mà Ba La Mật của ông Hạng Thinh Văn thì rất có thể là bị mất đi. Nếu như không kịp thời, Đức Phật thì không kịp thời ngày đến. Vua Xà Thế có duyên lành, có thể chứng quả là hán sau khi nghe Đức Phật ngài thuyết kinh Sa Môn Quả, Sa Môn Nhất Phá Lá. Nhưng mà vì trước đây đó, do thân cận của đoạn ác là Đê Qua Đá Tá, mà phạm cái tội giết cha là vua Bình Sư Vương để mà xóa ngôi, phạm tội giết cha, cho nên mặc dù được nghe Đức Phật thuyết bài kinh Sa Môn Quả, Sa Môn Nhất Phá Lá rất là quan hỷ, nhưng mà vua Xà Thế vẫn còn là phàm phu, không có chứng đắc được. Như vậy thì chúng tôi mới thấy rằng là nghiệp quá khứ là một nghiệp quá khứ chi phối, cái thường tự nguyên duyên chi phối, và hai là do cái phiền não nó chi phối. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1 một hòa thượng giới đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa hòa thượng Tuệ Siêu, bạch thị tổ Pháp Tân thì tổ có ở trước máy không? Nếu thị tổ Pháp Tân đang ở trước máy, xin thị tổ quan nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thì tổ Pháp Tân, ở trong đời sống của chúng ta đã có rất nhiều trường hợp một người tu tập nản lòng, một người tu tập nản lòng muốn hoàn tục. Nếu mà có những vị mà xuất gia mà muốn nản lòng hoàn tục thì trong trường hợp mà thượng tọa Pháp Tân đó là một người huynh đệ, thì tổ Pháp Tân nghĩ rằng có nên khuyên không, có nên ngăn cản hay không, hay là nên để tùy duyên? Xin, và nếu mình khuyên thế nào, xin kính thỉnh thì hợp thật. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá,
Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Trì, Đức Tự Đức, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái điều này thì chúng ta biết rằng cái đời sống tu hành thì không phải nói rằng có cái duyên. Cái duyên của đời trước nó kết nối cho cái đời này. Và ngay cả cái đời này thì chúng ta cũng phải tạo một cái duyên để gắn kết một cách chặt chẽ hơn cho đời sống sau. Xuất gia đó, đi tu để xuất gia đó là một cái con đường thoát tục, tức là mình tránh đi những sự ràng buộc của phiền não, hay là mình sợ luân hồi, mình ngán ngẩm luân hồi, rồi mình sợ cái điều này điều nọ, để rồi mình tìm một cái con đường giải thoát cho mình. Nhưng mà chính vì mình muốn tìm cái con đường giải thoát đó, thì nó có những cái sự trở ngại của nó, có những sự chướng ngại ở trong cuộc đời này. Cho nên là có nhiều khi chúng ta thấy rằng là tu đi xuất gia thấy như vậy, rồi vô trong chùa rồi tu hành lo trao tâm sửa tánh thực hành, làm những cái công việc như là một cái người tu sĩ của một cái người tu sĩ, tức là những cái công việc gì cần thiết của một người tu sĩ, cái phận sự của người tu sĩ là mình làm. Mình thấy nghe qua thì nói rằng nó dễ, nhưng mà cũng sự thật là nó cũng không phải là dễ. Mà chúng ta nói rằng nó khó hoàn toàn để rồi không ai làm được thì nó cũng không phải. Cho nên đó là mình biết rằng là có những người tu một thời gian chán nản là muốn hoàn tục, rồi khi mà có cái ý nghĩ hoàn tục thì nhiều khi không có giữ được cái đời sống tu hành của mình, tức là có những việc làm, có những cái hành vi nó sai trái đi, nó sai trái đi, thế rằng để rồi hoàn tục. Nhưng mà nếu mà chúng tôi nghĩ đó là nếu mà những người bạn đồng môn mà mình chứng kiến những cái người mà người ta muốn hoàn tục đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng sự thật ra đó thì ở trong luật tạng thì ví dụ như một cái người học trò mà hoàn tục thì người thầy cũng có một cái sự khuyên, khuyên nhắc sắc tấn đôi ba lần như vậy. Nếu mà người học trò mà không có cái người đó họ có ý muốn mà muốn hoàn tục thì mình cũng đành chấp nhận thôi. Nhưng mà khi mà mình nói rằng một cái người đồng song với nhau là những người huynh đệ mà tu chung với mình mà muốn hoàn tục, thì theo bản thân của chúng tôi nghĩ rằng mình cũng có một cái lời khuyên. Khi mà họ hoàn tục thì họ sẽ có những cái lý do của họ, những lý do như thế này, những lý do như thế nọ. Nhưng mà để rồi từ chính vì những cái lý do đó, có thể là có những lý do chính đáng, nhưng mà cũng không có cái lý do nào chính đáng. Nhưng mà rồi là người ta cũng muốn hoàn tục mà thôi, tại vì người ta thấy là trong cái đời sống tu hành này đó, không làm cho người ta an vui, không làm cho người ta mát mẻ. Trong khi một cái nội tâm mà đầy những cái sự mà mong vọng, những cái sự mà vướng mắc đó, thì làm sao mà để yên tâm để mà tu được. Cho nên theo bản thân của chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình chứng kiến những cái cảnh đó thì có lẽ là mình cũng phải có những cái lời khuyên. Lời khuyên đó thì tôi nghĩ rằng ở đây chúng tôi nghĩ rằng là
là mình nói rằng nên suy nghĩ cho kỹ. Tại vì mình xuất gia đó, sự thật ra đó thì đối với một số quốc gia, thí dụ như ở Thái, ở Lào, Campuchia đó, thì cái người mà đi xuất gia thì cũng nhiều, rồi hoàng tục thì cũng không phải là ít. Cho nên là cái chuyện hoàng tục đó, nó là chuyện bình thường, bình thường. Bởi vì theo cái phong tục của họ, cho nên là họ phải đi tu, họ phải xuất gia để họ học đạo, rồi họ tu tập cho họ, rồi họ trả ơn cho đàn na tín thí, hoặc là họ báo hiếu cho cha mẹ. Cái suy nghĩ đó là cũng là gắn vô trong cái mọi người, cái những cái người thanh niên ở các cái quốc gia đó. Nhưng mà ở Việt Nam đó, thì chúng ta biết rằng là khi mà xuất gia mà hoàn tục đó, nếu mà mình không có nghĩ kỹ hoàn tục đó, thì nhiều khi nó có cái sự khoảng cách, nó có sự khoảng cách. Khoảng cách đó là coi như là do gì mặc cảm, rồi do gì cái này cái nọ, nó nhiều thứ lắm. Rồi ở trong cái định kiến của người Việt Nam mình là tại sao đi tu rồi giờ hoàn tục, rồi là nó có một cái định kiến rất là nặng, nghĩ như là đã không đi tu thôi, đã không xuất gia thôi, xuất sao lỗi hoàn tục, hoàn tục vậy thôi đi xuất gia làm chi vậy. Nhưng mà cuộc tu này thì Phật đâu có bắt buộc đâu. Hả, có duyên, có đầy đủ cái nghị lực, có đầy đủ cái sự tinh tấn trong thiện pháp thì mình xuất gia mình tu. Nhưng mà đến khi mà mình không có còn đủ những cái nghị lực nữa, không đủ cái sự vượt qua nữa, thì mình đành bỏ cái cuộc tu này, thì Phật cũng không có cấm. Nhưng mà rồi đó thì cái định kiến của người Việt Nam đó, khi mà người ta nghĩ rằng đi tu là một cái gì đó, xuất gia là một cái gì đó thoát tục. Nhưng mà chúng ta biết rằng là phiền não thì nó dày đặc mà, từ vô lượng kiếp đã quân tập rồi. Bây giờ mình tu tập là mình cởi bỏ nó ra, mình cởi bỏ nó, những cái sự ràng buộc của phiền não ra, để rồi mình mới có thể tu tập, rồi mình mới có thể thanh thoát nhẹ nhàng, rồi mình mới có thể giải thoát được. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình khuyên một cái người mà sắp hoàn tục đó, là nên nghĩ về quán, suy xét về vô thường, cái gì sự khổ trong cuộc đời này. Bản thân mỗi người có một cái nhìn nhận khác nhau, cái suy xét khác nhau, nhưng mà cái để mà dễ cảm nhận nhất ấy, thì cuộc đời này mình, sự thật ra thế, mình đến với cuộc đời này để rồi mình ra đi với cuộc đời này đó, thì không có được cái gì hết á, chỉ mang theo cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà thôi, hay là nói trong nôm na là phước và tội. Cho nên khi mà mình quán về vô thường, suy xét về vô thường, quán về sự khổ chính bản thân của mình, để rồi có thể rằng một phần nào đó giúp cho họ, có cái người mà muốn hoàn tục đó, có cái sự suy nghĩ lại. Nhiều khi mình thấy cái chặng đường tu tập của mình đã qua một thời gian như vậy, nhưng giờ tự nhiên mình bỏ cái cuộc tu của mình, nó rất là uổng, nó rất là uổng. Nếu một người có những cái sự suy xét gì đó thì họ có thể chấp nhận được với cái đời sống tu nữa, thì trong cái lời khuyên đó, thì mong rằng họ suy xét lại cho kỹ, quán xét về vô thường, quán về sự khổ, rồi công ơn của Tam Bảo, rồi công ơn của Thầy Tổ, cái điều mà mong muốn của những người đàn tính, những người hộ độ mình, mong cho mình được tu tập. Giờ là mình tu tập không được, thì đó là một cái sự uổng hoài công, uổng cho cái công của mình lắm. Nhưng mà quý vị biết rằng nó đâu phải là dễ dàng như vậy khi mà họ muốn hoàn tục. Cho nên là mình khuyên là khuyên, nhưng mà có khi đó thì họ cũng muốn hoàn tục, mà có khi thì họ nghĩ lại. Nhưng mà làm sao để rồi trong lòng của họ đó, để bỏ đi những cái suy nghĩ muốn hoàn tục, mà bây giờ họ hướng về với cái thiện pháp,
thì họ mới có thể là tinh tấn trong cái đời sống tu hành. Trong khi cái tư tưởng không thông, người ta nói một cái câu là tư tưởng không thông thì giác bi đông cũng không nổi, tức là một cái bình nước có hai lít nước thôi mà giác cũng không nổi. Thì ở đây đó là khi mà ý của họ, mà tâm của họ mà không có muốn tu hành này, thì mình dù mình có nói gì đi nữa thì cũng khó. Nhưng mà biết đâu trong cái lời khuyên của mình cân nhắc kỹ lưỡng như vậy đó, thì họ chực nghĩ ra đó, thì họ nắm kéo lại với cái đời sống tu hành đó, thì họ biết đâu họ tu hành được nữa, họ hướng về cái thiện pháp, rồi họ có sự tinh tấn hơn. Nhưng mà cái lời khuyên thì cần phải có, theo chúng con nghĩ là cần phải có. Là vì sao? Mình biết rằng cái cuộc tu thì nó rất là dài dẳng, nhiều cái công phu, rồi trải qua từng cái thời gian khác nhau. Và làm sao mà mình tu mà thấy được, có được cái sự tinh tấn trong thiện pháp một ngày một chút đó, thì nó đỡ hơn. Nhưng mà mình tu một thời gian rồi mình bị chểnh mãn, rồi mình bị sa sút vào cái đời sống tu hành của mình, thì rõ ràng là cái sự tác hại cho cái đời, cái việc mà mình thiện pháp mình không tăng trưởng. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ với cái câu hỏi của hòa thượng vừa nêu. Con kính thỉnh hòa thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trường thị tổ pháp tân, thị tổ pháp tân, thị tổ hoan hỷ chia sẻ thêm điều này ở trong cuộc sống đó, là đối với một người tu tập mặc dù chưa đắc đạo chứng quả, nhưng mà ở trong đời sống tu hành đó, cái gì là cái tác động, cái gì là cái động lực mà tương đối là tốt nhất để người đó có thể tiếp tục con đường tu tập, tinh tiến trong đường tu tập, mặc dù mình là phàm, mặc dù gặp bao nhiêu trở ngại, nhưng bằng kinh nghiệm thì đó, cái gì làm cho chúng ta phấn khởi, làm cho chúng ta có nhiều cái động lực để đi tới. Xin kính thỉnh thưa tổ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng mỗi người có một cái suy nghĩ để trở thành cái động lực mình tu hành, thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Riêng bản thân con nghĩ rằng là nghĩ đến cái đời sống luân hồi đó, cuộc sống vô thường đó. Bởi vì cái này nó không phải là cái lý thuyết, mặc dù mình học ở trong kinh, trong giáo điển Phật dạy vậy, vô thường khổ là như vậy, đời sống luân hồi là như vậy. Đó là những lời dạy mà chúng ta học ở trong kinh điển, học ở trong kinh điển, trong lời dạy của Phật. Nhưng mà để mình chiêm nghiệm lại cuộc đời đó, thì riêng bản thân con nghĩ rằng mình phải sợ luân hồi. Mặc dù là người phàm phu đó, nhưng mà mình sợ về luân hồi. Đọc trong kinh mình mới thấy rằng cái sự luân hồi nó thật là ngán ngẩm, nó thật là ngán ngẩm. Cho nên nếu mà mình nói rằng đương không, cái mình nói mình sợ luân hồi, sợ ở mức độ nào đó, thì cái chuyện đó tùy theo mỗi người. Nhưng mà trong đó nó có cái yếu tố, con nghĩ rằng bản thân con nghĩ rằng mình phải sợ đến luân hồi, sợ luân hồi. Vì mình nghĩ luân hồi đó thì nó rất là dài. Rồi chúng ta nghĩ rằng đời sống nó không phải chỉ một đời, một kiếp nào có luân hồi, cho nên là chúng ta có sự tái hiện trong đời sống. Mà cái gì làm cho chúng ta luân hồi? Cái gì làm cho chúng ta luân hồi? Thì hiểu đó là do cái phiền não thôi. Những cái tập khí phiền não ở trong đời sống, bởi tham ái, bởi vô minh, bởi chấp thủ đó, những cái đó nó làm cho chúng ta phải đeo nắm, rồi chúng ta phải níu kéo, rồi chúng ta phải dính mắc ở trong cái đời sống luân hồi, cứ tái hiện ở đời sống kiếp này kiếp kia. Có khi may mắn được sanh trời người, còn nếu có khi thì cũng không may mắn lắm, thì sanh dòng cổ thú. Thì chắc điều đó nó cũng phải có,
Trong đời sống luân hồi là vậy. Cho nên á, mình học theo cái điều mà Đức Phật dạy nha. Cái điều mà Đức Phật dạy, Đức Phật dạy là mình phải thấy được cái đời sống luân hồi, mình phải ngán, mình phải sợ với cái đời sống luân hồi. Cho nên á, đến lúc nào đó thì mình thấy rằng là cái kiếp nhân sinh của mình nó quả thật là nó không có dài, nó không có dài, nó không có kịp để làm những cái việc gì cần thiết nữa, không kịp để làm nữa. Thì lúc đó mình mới thấy là mình muộn màng, lúc đó mình mới thấy là vội vã cấp tốc để mà mình làm. Nhưng mà nhiều khi mình làm còn chưa kịp, làm còn chưa kịp những điều đó. Cho nên ở đây đó, theo con nghĩ đó là mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà bản thân đó, con nghĩ rằng thứ nhất là mình phải sợ luân hồi. Cái điều thứ hai đó là ở đây đó là mình nghĩ rằng đối với Đức Phật để mà ngài cầu đạo đó, cầu đạo giải thoát đó, là bao nhiêu kiếp rồi để cuối cùng ngài giác ngộ thành Phật đó, rồi ngài 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 giảng dạy giáo pháp lưu truyền tới ngày hôm nay. Cái ơn đức nó lớn đó. Cái ơn đức đối với Phật, ân đức đối với lời dạy của Phật, và ân đức đối với các cái bậc thanh tịnh như bậc tánh đó, thì mình nghĩ những cái ân đức nó lớn đó. Tại vì ở đây đó, giống như trong kinh nói rằng đó, mình lâu lắm mình mới gặp được Phật, khó gặp được Phật lắm. Nhiều khi mình cũng không gặp được chánh pháp, rồi khó khi mình gặp được chánh pháp đó. Những cái điều mà mình khó gặp như vậy đó, mà mình giờ mình gặp được, thì đó là cái điều mà mình đáng mừng, đáng mừng. Thì bây giờ á, cái điều thứ nhất là mình phải sợ đến luân hồi. Cái thứ hai đó là mình nghĩ đến cái ân đức của Tam Bảo. Ân đức của Tam Bảo nó cao dày. Ngày hôm nay mình được cái đời sống tu hành, thì mình nghĩ rằng mình càng quý trọng đến với ân đức Phật Bảo, càng quý trọng Đức Phật, càng quý trọng giáo pháp Đức Phật, rồi mình càng quý trọng đến các bậc thanh tịnh giải thoát đó, thì mình phải nói rằng đáng trân trọng cho cái việc mà mình cần thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Và mình thoát, muốn thoát khổ, thoát luân hồi, thì chỉ có một cái là mình tu hành thôi. Còn nếu như mà đời sống của mình mà nó còn, mình còn vương vấn cái gì đó, thì ở đó nó còn ràng buộc mình. Bất cứ mình vương vấn cái gì thì cái đó nó ràng buộc mình. Cái dù đó, việc đó dù là lớn hay là nhỏ, hay là như thế nào, trực tiếp hay là gián tiếp, nếu mà mình còn vương vấn cái gì thì cái đó nó trói buộc mình. Cho nên ở đây nên mình hiểu được là Đức Phật ngài nói mình muốn thoát khổ thì mình chỉ có vượt ra khỏi cái khổ. Mà ở đây cái động lực để cho mình có cái sự tinh tấn, thì mình thấy là cuộc sống này nó mong manh, nó vô thường, luân hồi là khổ. Thấy được cái ân đức, tưởng niệm đến cái ân đức của Tam Bảo, đó là để lại cho mình một cái kho tàng pháp bảo để mà mình hiểu, mình hành, rồi mình tu tập đó, thì đó là một cái điều mà mình đáng trân trọng, đáng quý. Cho nên ở đây con nghĩ rằng mỗi người có một cái sự suy nghĩ khác nhau, nhưng mà bản thân con nghĩ rằng sợ đến luân hồi, nghĩ đến vô thường khổ ở trong cuộc sống này, rồi nghĩ đến cái ân đức của Phật, ân đức của Tam Bảo mà mình cố công để mà mình thực hành một việc làm thiện nào của mình, để mong rằng giới là cái sự bồi bổ công đức cho mình tu tập một việc làm nào đó, giống như là cái sự mang đến cái lợi lạc cho những người chung quanh của mình, thì nghĩ như đó là một công đức để mà mình làm, để tạo trữ công đức cho mình tu tập thôi. Như vậy là cái suy nghĩ của mỗi người. Bản thân con thì con nghĩ như vậy, rồi đó là cái động lực để giúp cho mình, dù là nó có trở ngại như thế nào thì mình cũng cố gắng để vượt qua, cố gắng để vượt qua, để giữ trọn cho cái đời sống tu hành của mình là như vậy. Con sẽ có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Kính thỉnh Hòa Thượng trả lời.
Sadhu. Kính thưa thưa toàn pháp tình với những câu thảo luận vừa rồi. Thưa toàn pháp tình đã cho chúng ta một số cái nhìn về phương diện tinh thần cũng như trước đó là bài giảng của Hòa Thượng Thời Xuyên. Thưa quý vị, về điều này tất cả chúng ta nên có một cái hiểu, có cái nhìn là một cái thách thức đối với tất cả chúng ta trong đời sống tu hành này. Đó là những cái trở ngại về cuộc sống tinh thần. Vâng, nói theo Phật pháp, đặc biệt là với sự hướng dẫn cụ thể của các vị thiền sư đó, là khi mà chúng ta tu tập gặp những cái cảnh khó, gặp những cái chướng ngại, thì việc đầu tiên đó là đừng lấy đó thành vấn đề quá lớn. Chúng ta phải hiểu một điều rằng nó vốn là được, nó là một việc rất là tự nhiên, rất đương nhiên trong đời sống này. Tại sao chúng ta gọi đó là đương nhiên? Quý Phật tử cứ nghĩ rằng khi mà mình đi học, khi mình làm việc gì đó, thì có những giai đoạn nó vốn hầu hết ai phải đi qua. Cái sự đi qua này đó, nó là một điều chúng ta có thể nói rằng rất rất là tự nhiên của kiếp sống con người. Thì thưa quý vị, mỗi chúng ta sanh ra đời, dù là chúng sanh nào đi nữa, thì chúng ta luôn luôn có những cái tập tánh hay là có những thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp. Những thói quen này Đạo Phật gọi là tập khí hay là thường cận y duyên, thường cận y duyên. Những thói quen này thường tạo cho chúng ta những cái cảm giác là mình không hợp với cái pháp tu, hay là mình không có đủ duyên, hoặc giả là nó vượt ngoài sức của mình. Kỳ thật thì thưa quý vị, tất cả đều do một cái luật tự nhiên là mình sống khác đi với thói quen thì mình hay gặp những vấn đề. Và khi mình sống khác đi với thói quen đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ rơi vào ở trong cái tình trạng mà Đức Phật Ngài có dạy nhiều lần, là như con cá mà bước lên bờ, vượt ra ngoài thủy giới đó. Thì con cá đó nó vốn vùng vẫy. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ. Hello. Ô, dạ, thấy có thượng tọa Tự Quyền vào trong lớp học. Không biết thượng tọa Tự Quyền có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa Tự Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa Tự Quyền trả lời cho một câu. Quý Phật tử có thấy thượng tọa Tự Quyền còn ở trong lớp học không? Dạ. Thượng tọa Tự Quyền, hôm nay chúng ta nói về một cái vị tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế. Mặc dù trong kiếp chót chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà do cái thói quen hay do cái thường nghiệp thì vẫn có một cái tình trạng ngày tới ngày hôm nay đối với chúng ta cũng khó chấp nhận, là xuất gia rồi hoàn tục, xuất gia rồi bần tục, cho đến lần thứ bảy thành tựu được đạo quả. Thì theo cái hiểu thì gọi Tự Quyền về phương diện Phật pháp đó, thì chúng ta nên làm gì, tạo phước gì để đời sau chúng ta mau mắn gặp cái chánh pháp, mau mắn phát khởi niềm tin, phát khởi niềm, mau mắn thực hành, mau mắn thực hành, mau mắn chứng đắc đạo chứng quả, hơn là cứ trì trệ rồi lên tu suốt. Mặc dù cuối cùng thì đến đích về tích,
Nhưng mà những cái trì trệ như vậy đó, chúng ta có thể khắc phục bằng nghiệp báo, bằng nguyện lực được không? Ở cái tỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền Khoan Hỷ chia sẻ một vài suy tư Thượng Tọa Bình Định. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai, với con kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Tịnh Hành Đệ Đức Từ Tri, Đệ Đức Từ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thưa cha nữ tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch Hòa Thượng, phải nói rằng nếu như mà nói trên cái tinh thần mà để mà vị A-la-hán kiếp chót mà có những cái việc làm như vậy, chẳng hạn như là hoàn tục đến 7 lần và cuối cùng thì chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì cái điều đó chúng ta nói đến nghiệp thì chúng ta nó không thể suy xét một cách bình thường được. Bên tinh thần của nghiệp đó ở trên tư vô của cả tư nghị, nó diễn tiến theo một quy trình. Còn cái việc thứ hai nữa là trong cái đời sống bình nhật chúng ta tạo những cái nhân gì để mà chúng ta trong tương lai để mọi việc đó nó nhanh chóng, thì cái việc tu nó cũng như thế đó. Chúng ta làm cái việc gì thì chúng ta phải làm nó rốt ráo, làm cho nó xong. Chứ chúng ta làm nửa chừng, bỏ dở nửa chừng thì đó cũng là một cái vận hành cho đời sau chúng ta gặp rất là nhiều cái bất lợi. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là cứ cái gì mà nó không có quyết định thì nó không bao giờ mà đưa đến một kết quả tốt đẹp như chúng ta mong muốn được. Tại sao mà chư hiền thánh tăng khi gặp Phật thì người ta có thể chứng đắc một cách nhanh chóng? Thì chúng ta tu rất là nhiều thì chúng ta, nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thành tựu, chúng ta không đạt được, thì quý vị cũng phải nhớ một điều là đối với các vị mà coi như là khi mà gặp được Phật thì chỉ nghe một câu kinh, một cái tiếng kệ ngày phát lên là vị ấy đã viên tròn công đức ba la mật. Và chúng ta có đôi khi chúng ta lừng chừng những điều mà tất cả những gì chúng ta đang làm, chúng ta đang tu thì chúng ta cũng đang góp ba la mật đó chứ. Nhưng chúng ta làm sao mà để chúng ta có thể thành tựu một cách viên mãn tốt đẹp thì đây mới là một điều khó. Bởi vì những việc làm của chúng ta dù là lớn nhỏ hay hoặc sự tu tập hay sự làm phước cũng được, hay là tất cả mọi thứ làm cái việc Phật Pháp, thì chúng ta biết là đó là chỉ là nhân duyên thiện để chúng ta tạo cái quả thiện hướng tâm đến cái mong cầu chấm dứt sinh tử khổ đau. Chúng ta nhàm chán với cái tam giới, cái sinh tử kìa, thì cái đó nó mới mang tới cái giá trị. Chứ còn quả thật nếu bây giờ mình cứ tu mà cứ nghĩ rằng cuộc tu này cứ tu đi rồi chúng ta trước sau rồi cũng sẽ thành Phật, thì cái điều đó nó rất là khó. Tại sao mà khi người ta nghe được một câu kinh, một câu kệ mà người ta chợt ngộ, chợt nhận liền, còn mình nghe hoài, học hoài mà chưa nhận được? Thì ở đó chúng ta cũng phải xét lại, chúng ta không có một sự cả quyết, không có một sự nhất tâm để mà có cái sự thành tâm để mà chúng ta đi tới. Bởi vì chúng ta còn bị sự cản trở, còn bị cái sự kéo níu của cõi dục này, hay là của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là chúng ta còn bị kéo níu bởi những cái trách nhiệm, những cái việc mà của thế sự mà chúng ta phải làm như thế này, cái giai tầng như thế kia, và thế là chúng ta bị quá nhiều, và thế là chúng ta không có một cái quyết tâm cao độ được. Có thể nói tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời thì chuyện nó không có đâu. Thì nó có chỉ là những người mà chín mùi đầy đủ cái pháp độ rồi thì những người đó sẽ thành tựu được, chứ còn nếu như mà không có chín mùi thì không thể thành tựu được pháp độ. Đây là giá trị chắc chắn như vậy. Cho nên cái mà chúng ta muốn tu á, cái sự tu tập của tất cả chúng ta đó, ở đây coi như là chúng ta góp nhặt các đá, đúng như vậy đó. Chúng ta chuẩn bị để xây một cái ngôi nhà giải thoát, thì những bây giờ là chúng ta có chuẩn bị từng hạt cát, từng viên gạch vân vân, thì rồi để một đến một lúc nó đầy đủ rồi đó, rồi chúng ta mới có thể. Rồi cái công đoạn thứ hai đó là tức là phải thực hiện xây một ngôi nhà, nó là một cả một quá trình nữa, đến khi mà xây cho đến mà thành tựu cái ngôi nhà.
cuối cùng chúng ta có thể đi vào cái ngôi nhà đó được hay không nữa là một chuyện khác nữa, tức cũng phải chờ, phải đợi nữa. Thì cái cuộc tu này nó cũng như thế đó. Chúng ta góp nhặt cát đá một cách đầy đủ, đầy đủ được cát đá rồi, nhưng chúng ta xây một ngôi nhà giải thoát, thì khi một quá trình xây rồi, khi mà xây xong, tức là chúng ta được cũng thực hiện các cái công đức rồi đó tạm thời, nhưng cuối cùng mà để mà chúng ta ở vào một ngôi nhà giải thoát đó mà để chúng ta trú ngụ được đó, thì nó là một cái điều mà hết sức là khó khăn. Thì cũng vậy, như xây xong một ngôi nhà đầy đủ hết tất cả rồi thì có thể nói rằng là tất cả là những người dù sai, dù cho ít nhiều gì cũng vậy, thì cũng sẽ được rất là nhiều cái điều mà nó tốt đẹp. Tức là sao, khi chúng ta đã xây được xong ngôi nhà đó thì gặp được Phật hay là gặp được chư hiền thánh tăng, chúng ta gọi là các ngài khai thị, các ngài mở cho chúng ta có thể nói ra, nó thấy được nhiều cái điều tốt đẹp. Chứ không phải là, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải đã được tròn đủ kìa, chứ không phải tự nhiên mà Phật, chúng ta gặp được Phật, cái Phật ngài khai thị cho chúng ta. Biết bao nhiêu người mà gặp Phật mà chống Phật cũng có, biết bao nhiêu gặp Phật mà Phật ngài cũng thuyết pháp, đâu phải tất cả những người thính chúng đó đều đắc chứng hết đâu. Có những người mà đã có đầy đủ duyên lành, như chúng tôi đã nói, xây được một ngôi nhà rồi thì bây giờ Phật ngài chỉ cách để vào ở, tức ngài đưa cho vào ở. Tất cả chúng ta phải có một cái hùng tâm, cái dũng khí, chúng ta phải có một cái sự thực hành ba la mật thì chúng ta mới thành tựu được. Còn nếu như không thực hành ba la mật mà chúng ta muốn rằng chúng ta được tốt như thế này, được tốt như thế nọ, thì chuyện đó nó rất là khó. Đó là cái sự thật. Và cái sự thật này thì nó không bao giờ mà chúng ta có thể đến bước được, chúng ta không bao giờ có thể mà vượt qua được bằng một cách, tức là một cái sự hộ trì, bằng một cái sự xúc tác bởi một cái nhân thiên nào đó được cứu giúp cho ta, không có chuyện đó. Mà chính là cái phước duyên, phước báo là tự ta đã tạo, tự ta đã thành tựu, tự ta đã góp nên, tự ta đã quân tập, mà từ trong quá khứ cho tới ngay trong kiếp hiện tại này hội đủ duyên lành đó. Đó là sự thật như vậy đó. Cho nên vì vậy là không ai mà giúp cho ta trong cái của trong cái quân tập công đức này, thì mọi người là một hải đảo cho mình, mọi người là một cái đến đi trong cuộc đời này theo cái nghiệp duyên của chính mình. Không ai có thể giống nhau trên cái sự đồng hành trong cái đạo dặm luân hồi này được. Người đi như thế này được mang nhiều như thế kia, thì tất cả đều là một cái duyên của mọi người. Thì kính bạch hòa thượng, đứng trên cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là tại sao mà được chư Phật nghe một câu kinh, nghe một tiếng kệ của Đức Phật thở xưa, các vị đó chứng đắc liền, thì ở đó các vị đó có một cái duyên đó là chín mùi, và có đã nhiều cái thiện căn. Và bây giờ thì chỉ cần Phật ngài chỉnh một cái là chỉ một và chỉnh một cái là vị ấy có thể thành tựu, có thể giác ngộ được. Thì đó chính là những cái ý niệm của chính con, và mong rằng tất cả chúng ta đã đang và chúng ta tầm cầu một cái sự tầm cầu cái pháp độ, và để tạo cái pháp độ thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thành tựu như các chư hiền thở xưa. Ở đây chính là ý kiến của chính con. Nếu cô đi cần một chút kính thỉnh hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích. Sa thú kính thưa ngài thưa tập tự nguyện với cuộc thảo luận vừa rồi. Thưa quý Phật tử, tất cả chúng ta sẽ thấy được một điểm rất là quan trọng ở trong cuộc sống đó. Đó là hình ảnh của các bậc kinh văn đệ tử Phật đó, luôn luôn có những cái gần gũi với chúng ta, và
Đức Phật Ngài là bậc đạo sư, Ngài có cuộc đời rất là vĩ đại, cao cả. Nhưng mà các bậc thinh văn đệ tử đó thì có muôn ngàn cái hình thái nhau trong cuộc sống. Và điều này cho chúng ta những gợi ý rất ư là quan trọng. Nên chúng ta mong rằng những câu chuyện như thế này một lần nữa nhắc cho chúng ta biết được cái thực tế của đời sống tu tập. Dạ. Dạ. Và chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng đánh lễ quý ngài. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Phật Pháp cơ bản, và chúng tôi là vị giảng sư. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sau thứ lần thay chúng con thành kính lần này và tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Sa thú lành thay, con Metta Vanya, thay mặt đầy chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Kim chi kusala kamang ka pa pa giri yam mang ka ye na va cha manasa di da se su ka tang ka tang.